Hôm nay ngày 31 tháng 5 là ngày Thế giới không thuốc lá. Năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới WHO chọn chủ đề cam kết bỏ thuốc lá. Tại Việt Nam, Bộ Y tế đã phát động tuần lễ quốc gia không thuốc lá và nhận được sự hưởng ứng của nhiều bộ ngành, trong đó có Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, ngành giáo dục đưa ra chủ đề cấm hút thuốc lá, yêu cầu Sở Giáo dục Đào tạo, các học viện, trường đại học và cao đẳng tăng cường tuyên truyền và chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của luật phòng chống tác hại của thuốc lá, đưa nội dung về phòng chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch năm học, đặc biệt là tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng đối với thế hệ trẻ. Kết quả điều tra tại 34 tỉnh, thành phố năm 2020 cho thấy, so với năm 2015, tỷ lệ hút thuốc chung ở người trưởng thành giảm từ 22,5% xuống 21,7%. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn trong nhóm 15 nước có số người hút thuốc lá cao trên thế giới.